Lá ớt tuy có vẻ bình dị nhưng lại mang trong mình nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng thần kỳ của lá ớt. 1. Tốt cho người bị tiểu đường. Dùng lá ớt để nấu canh tôm hoặc kết hợp với thịt. Giúp bồi bổ cơ thể và tốt cho bệnh nhân đái tháo đường loại 1 và loại 2. 2. Chống tai biến mạch máu não. Lấy lá ớt chỉ thiên giã nhỏ, thêm nước vào một chút muối, uống nước, còn bã lá ớt thì đắp ở chân rằng, giúp bệnh nhân tỉnh táo trở lại. 3. Chữa mụn nhọt. Giã nát lá ớt với một ít muối, đắp lên mụn nhọt đang mưng mủ để giảm đau nhức và làm lành vết thương. 4. Giải độc. Lá ớt có tính chống nhiễm khuẩn, giúp thoát khỏi tình trạng ngộ độc thực phẩm. 5. Chữa đau lưng cho bà bầu. Rửa sạch lá ớt, giã nát và xào nóng với rượu, bọc trong một chiếc khăn mỏng và chườm lên vùng đau lưng. 6. Chống run kim và run sán. Nấu canh lá ớt hoặc luộc lá ớt, ăn liên tục trong vòng 3 ngày để run kim và run sán bị đẩy ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng mà không cần dùng thuốc tẩy run.